Thì ok, hello mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì tôi là K1Gaming đây. Ok tất cả các bạn nha, có lẽ đây là một cái tính năng mà mình cực kỳ thích trong OB46 luôn. Nói chung là ra mắt cũng được mấy ngày rồi mà tôi trải nghiệm muốn mấy ngày rồi. Thì ngày hôm nay tôi mới test cái này cho mọi người xem. Đó chính là đại tiệc bơm keo nha mọi người, bao gồm là thính phủ bơm keo nè, rồi thiết bị bơm keo, xưởng cơ khí phủ keo. Ê, tính ra cái xưởng này tôi thích cực kỳ nha mọi người ơi. Kiểu như là mình bắn á, nó tạo một cái cảm giác cực kỳ là mới mẻ luôn, cho nên là cực kỳ thích. Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi sẽ test cho tất cả mọi người, đó chính là thiết bị bơm keo nha. Và cùng với sự xuất hiện của tính năng mới đó chính là thiết bị bơm keo, chúng ta bao gồm là bơm keo tiếp ứng nè, bơm keo phòng ngự, bơm keo dò tìm và bơm keo công phá nha. Nó như thế nào thì tí xíu tôi sẽ vào trận tôi test chi tiết nhất cho mọi người xem. Đầu tiên á thì mọi người chỉ nhận được bơm keo tiếp ứng thôi, sau đó là bơm keo phòng ngự, với lại là bơm keo dò tìm, với lại là bơm keo công phá. Thì chúng ta phải làm nhiệm vụ nha mọi người. Khi mà mọi người làm tới nhiệm vụ số 4 thì mọi người sẽ nhận được nhân vật Lila, và kèm theo đó chúng ta có một cái gói chiến sắc màu. Trời ơi, những cái đầu chuyện này như là bảy sắc cầu vồng, giữa những chiến thiệt sự luôn. Ok thì ngày hôm nay mình sẽ test 4 thiết bị bơm keo này cho mọi người xem thử từng tính năng của từng thiết bị bơm keo nha, coi thử nó xịn sò như thế nào nha mọi người. Bây giờ thì đi vào video nào, let's go. Ok, về event trong ngày hôm nay tiếp tục lại là tặng cho hai bạn mỗi bạn một cái thẻ Uya nha mọi người ơi. Nói chung tôi sẽ tặng trực tiếp livestream, cho nên là các bạn comment cho tôi ID nè, xem hết video đã like đã đăng ký các kiểu rồi thì tối nhớ xem like nha, biết đâu mọi người lại là người được chọn đó. Ok, giờ thì đi vào video nha, let's go. A few moments later. Đây rồi. Hiền Lý ơi, em có thể ở lại đây không? Em liền, mẹ em là như tao. Dẫu cho ngoài trời mưa giông, nhiều cô đơn lắm mẹ. Vô bạn ơi cho mình chơi coi. Không phải đâu, tại mình nói đúng không? Nói là bạn hát mình không kìm được cảm xúc quá. Trời trời, chứ có nào sao cũng người của bạn rồi đó. Sớm giờ mình chưa có được chơi Free Fire, mình ghiền lắm rồi. Nhăn đi. Nhăn đi, hồi là mình xỉu luôn á, mà mình đang ghiền Free Fire lắm rồi đó nha. Trời, tôi nói chuyện với tôi trời, nói chuyện mà không nói chuyện được luôn á. Bạn ơi, bạn vào đi của mình tâm sự sao cũng được. Trời trời, khổ quá, nhiều chuyện ngoài sảnh làm gì, mình nhiều chuyện ở trong đó vừa bắn vừa nói chuyện nó mới vui. Đúng rồi, hả không vô đó tao nói. Ok mọi người nha, baby is lock. Tụi này biết chơi á, mình thấy nó có nền thách đấu nó sinh tồn luôn mà. Tự có bạn. Đây, chỗ tôi. Ừ, bị cái hình. Trời ơi, là liều vậy. Chạy. Oh my god. Cô gửi đó đi. Cô người sao không có sớm sớm. Bạn chờ mình nằm xuống rồi bạn mới chạy là mình hỗ trợ là không được rồi. Bạn đăng này thấy không được rồi, tối đem dầu ăn qua nha. Nhìn lại xuống hả? Nó ở trước mặt tôi, để tôi qua tôi thử nha. Mình thấy là nó chưa kịp nó chưa kịp giảm tốc độ di chuyển nữa, mình đã nát tét đầu nó rồi anh em à. Rồi cái chức năng bơm keo mình sẽ đặt ra thử coi nhận được cái gì nha mọi người. Ok, chúng ta nhận được một cái bình nè. Đó, mình sẽ nhận được một cái bình chạy nhanh nha. Được á, mình thấy ok mà. Cái chức năng keo này mình thấy ngon phết anh em ạ. Nó cái bình nó chạy siêu nhanh luôn á, cái bình nó chạy cực kỳ nhanh. Tài lộc quá luôn. Sai lầm quá luôn. Mình sẽ không lượm shotgun nha mọi người nha. Mình chỉ lượm cây này thôi. Mình cho cũ hết luôn. Cho cũ hết luôn để cần cái này mà. Cứu rồi. Từ từ diễn viên quay bình tĩnh chứ. Double kill. Bình tĩnh. Kìa. Nó đặt ra một quả keo. Lần này tôi được một trái bơm băng mọi người nha. Chơi chiến ăn kìa. Nhưng bạn em làm gì hết rồi chứ. Cố lên chạy vô. Chạy vô. Cố lên chị quần tím. Cứu em với chị đẹp ơi. Chị đẹp ơi, cái đường cứu em. Wow. Ủa chị quần tím đẹp quá. Ba đứa. Miếng đũa hả? Làm cho game nó cái cấn tí không nè. Mày ơi. Từ ba rồi.
bạn nha, đang miếng đuôi cọp hả? Đâu? Từ chia qua, em không có kéo. Đủ quá, này cho em. Má, nó là 187 ngày má. Double kill. Bình hình Ủa, đâu rồi? Đâu đây giống nọ? Quy tính nha, quy tính nha, xin kè đúp là quy tính luôn. Đã mình bảo là quy tính rồi mà. Chửi ba. Khéo lo ấy nha. Ok mọi người ơi, bây giờ chúng ta tới bơm keo thứ hai, đó chính là bơm keo phòng ngự nha mọi người. Tăng độ bơm keo thêm 250%. Tự 250, tự động triển khai bơm keo với độ bền 150 về hướng bị bắn trong 0,6 giây, thời gian hồi là 20 giây. Ok, thử cái này nha mọi người, có nghĩa là mọi người chuẩn bị gục thì nó sẽ tự động đặt ra một quả keo. Tuy nhiên keo này thì nó sẽ không có trâu lắm nha. Nói chung địch mà phá thì cũng sẽ gãy á. Ok, nhưng mà mình sẽ test thử chế bộ bơm keo phòng ngự mọi người nha. Vô. Ê xíu anh em ơi. ABC. Hello. À, BC vẫn chơi được mà. Được, chắc chắn luôn, trời ơi, mình nói thiệt luôn, BC bây giờ bắn một phát ép một tí là có trận luôn bạn ơi. Ok luôn nha, trời ơi, đừng có kích tôi, đừng có phân biệt BC, buồn quá. Ok các bạn ơi, gặp cái chip chi thắng với là đẹp nha, team này cắt nha mọi người, team này top server nha. Là cái gì mày, ai mà biết mày? Ai mày biết nữa? Không có quen gì thằng đó ơi. Ủa cái lưỡi hái nè. Kìa, anh ba cái... yếu rồi, một máu. Kỹ ra sao chip bo rồi, cứu em đi. Đại. À, ra là xài cái cái lưỡi hái này là quẹt được vậy. Làm gì vậy? À, tôi tính xài thử lưỡi hái kiểu này nè anh em. À. À, đã vậy ta. Chơi PC ở nhà hay là ngoài tìm nét được? Hỏi mình chơi PC ở nhà hay ở ngoài nét. Đấy này chơi PC cũng đưa liền hết á. Hay hết á. Hay là rồi chị. Hay quá đấy ơi, bên kia có người đấy ơi. À, bên kia còn có thằng bơm máu đi. Bên kia bắn miếng ruột, miếng ruột cơ nóc rồi. Bỏ luôn rồi xuống đường rồi mẹ. Cầm mỏ cái Uzi. Trời ơi trời. Buồn ngủ chết mẹ. Cầm mỏ cái Uzi luôn. Giỡn thôi. Em này lúc bực mít, lúc bực mít trời. Double kill. Rồi, đưa liền hả đạt ha. Đưa liền. Nó đâu vậy ní ơi? A, à, giờ mình thấy à, mình thấy rồi. Mình đang tắt với mình tập trung. Đủ rồi. Gì không nổi. Mẹ công vô nhà này, con ngồi đi chó. Này coi nhự, coi. Thì là lớn thì cái chứ. Máy này mẹ full like sao không like được mày ta? Like được chưa ta? Ta được mà. Ờ, like được mà. Đạt chịu luôn. Chị nấp máy... thấy nó luôn rồi hả? Đù mà không phải này ra hay ra. Rồi luôn. Nó vô kìa, nó vô kìa. Máu ha, máu. Nó dịch chuyển nè. Không dịch chuyển luôn, mất tiêu luôn. Ui, ui, thằng này khôn dữ quá. Thanh niên này đang flash đồ của mình. Sao toàn level 7 thế anh sai? Nguy hiểm thay. Mày làm thấy mình nổi tiếng anh bà mà. Nổi tiếng thiệt nha. Ok mọi người nha, mình mua súng trường mình leo lên cao bắn thử nha mọi người. Ok đó, một. Bắn nghe đi em, bắn nghe đi. Hai. Thử bảo mình két, mình phụ nó, bảo mình két anh em à. Buồn thiệt sự chưa. Chịu. Ôi, làm chậm nha. Đâu vậy, đâu vậy? Làm chậm nha. Bắn nghe beng vậy ta. Mày lắc vậy. Sao mình bắn mình nghe beng anh em? Anh em có nghe tiếng beng không? Giữa tiếng gõ chuông vậy? Đó, từ từ như tiếng gõ chuông anh em à. Hả? First blood. Nó cứu anh em, Mình lên đây mà cứu. Cái cây này anh em đè giáp không nó cũng đủ chết nó thật luôn á. Cái này đè giáp không nó cũng đủ chết nó anh em. Đè giáp là đủ chết địch rồi.
nghe đây, không có màng lắm. Mày thì Santino với tôi à. Bắn xuống trường nó chạy không được đâu anh em à. À, bơm keo phòng ngự thì chúng ta sẽ đặt ra nó sẽ đau. Và khi mà chúng ta chuẩn bị nóc thì nó sẽ đặt ra keo quá hả anh em? Đúng không mấy bạn? Đúng không, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À, ra là keo phòng ngự là nó vậy hả trời? Ra một chấm 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 đê đê gì? DZ là đẹp trai ấy bạn ơi. Mình nói chung là ai cũng chửi mình xấu hết, mình phải tự đặt mình đẹp trai. Đó là mình phải tự nhắn nhủ bản thân mình đó. Không bầu bạn ơi, nó y như là bơm keo này nè. À ơ ơ ghê nha, hay nha. Bạn cứ yên tâm đi, tình nghĩa anh em đó giờ mình chơi mình không có bỏ ai hết trơn. Mình cứu được là mình cứu hết. Hả? Ủa con Santino, còn Santino ở nhà kìa. Mày đâu rồi, nó đâu rồi? Thằng này nãy nó giết tôi, các bạn để cho tôi. Các bạn để nó cho tôi. Trời, ăn được mỗi một ván nó hai á cha. Lý nè. Ok chắc nha. Chắc là nhà luôn rồi quá. Lý nè, kỳ quá nha. À đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Được. Chơi BC à. Hello BC bạn nha. À BC vào vẫn có trận á. Bắt đầu phát vào vẫn có trận luôn rồi. Nó không có lâu đâu bạn ơi. Bạn đọc này nghe quen quen. À, nghe quen á. Đúng rồi, nghe okay. Quen quen. Cho mình ké bán nha. Ủa sao bạn kia đặt tên kiểu gì mà không có tên hay á? Có cái mặt à. Ơ tại mình nhìn trong sảnh không thấy. Đúng rồi, đúng rồi, nhận. Idol thật. Ok nha. Không biết là idol đó không. Ok nhưng mà bạn này. Hả, mình nghe mà. Là cậu biết nói giọng thỏ không? Giọng thỏ hả? Đúng. Giọng thỏ là sao ta? Bạn nói bản quả cho mình biết coi. Bạn nói bản quả. Cái con nhằm nhăn nhó. Cái con nhằm nhăn nhó. À là kiểu nhằm nhăn nhó. Đúng không? Nhằm nhăn nhó hả? À đúng rồi. Nha là nó nhảy, mình cứ nhưỡng đâu là nó nhẹ, nhị ca nó kiến của mình tiếng Việt là nhảy. Nãy giờ là mình đang cố gắng mình diễn mình mới nói được cái tiếng này á, nhưng tiếng Việt của mình là tiếng này nha. Wow bạn ơi. Ơ bạn ơi, hôm nay là sinh nhật của mình á, bạn tặng mình cái katana được không? À ok. Ok. Thank you bạn nha. Sao cả chị? À bạn đừng có làm theo như bạn làm thế mình thích lắm á. Thôi mình xin cái katana đi. À ý là xin cái này à này. Đúng rồi, mình xin cái katana mà, nhưng mình có xin cái gì đâu. Tưởng bạn xin cho bạn một phát để bạn đi vào hậu của ông Năm. Mình là mình chỉ xin cái katana thôi. Ai à, cái thính con đạn. Bạn ơi lại lấy cái thính chết chết này, nó mới quanh cho mình mất một bình máu ấy. Lưỡi hái bạn ơi, lưỡi hái kìa. Bạn lại bạn lấy thính nha. Oh my god. Ông kia sao mình không đặt tên mặt vui mà mình đặt tên mặt buồn ấy. Ông Năm đi vào hòm rồi. Ơ thì bạn còn muốn vào hòm thắm hết của ông Năm rồi. Trời ơi. Nó đứng im vậy mà mày cũng đấm hụt được nữa. Oh my god. Rồi mình chạy vô tường rồi mà nó bắn mình vẫn quanh sọt kìa. Thằng này kinh nhở. Thì nếu mai em về thì ngày mai thấy mình trên thấp. Ui nó khịa mình bạn ơi, nó đứng đây nó bật hành động nó khịa mình luôn nhở. Ui. Oh my god, lại là thằng đó, lại là thằng Thuận. Hay nha. Hay quá nha. Ê cái thằng Thuận đó mình thấy nó ảo ảo nha bạn ơi. Double kill. Đấy thằng đó đó, thằng đó đó. Ui đó. Oh my god, thằng này sao bắn toàn đầu vậy ta. Ai nói chuyện giống ông Năm trong Thỏ Bé Màu quá à. Thì ông Năm đấy còn tí nữa. Ông Năm chơi. Ủa ông Năm chơi Free Fire hả? Vậy là anh này ông Năm thiệt hả? Wow. Trời ơi ông Năm ơi, bên đây gặp ông Năm mừng quá. Con fan cứ ông Năm nè. Có phải là ông Năm thiệt không vậy? Sao nghe nói chuyện cũng hơi là lạ nha. Hồi nãy nghe giống lúc chống lúc hăng nghe nha. Ông Năm nè. Tắt mất sự mấy này lấy adup nha mọi người nha. Tắt đọc tập lý nên là bây giờ giọng khác. Nói sau lưng tôi mọi người ơi. Mày yêu thần nha. Wow. Double kill. Bắn hết đạn luôn. Triple kill. Là trong nha. Còn đúng cái thằng quỷ cà khịa mình nãy nha.
Nó ở ngoài. À, thằng này ấy rồi. Lại chơi bẩn rồi. Nếu mà nó bắn đồng đội mình nát đầu nữa thì mình biết là thằng này hiểu luôn á anh em à. Bắn nãy giờ toàn đầu à. Hay nha. Không, thằng này lạng hoàng rồi. Má một cây khó bắn quá anh em ơi. Một cây hơi khó bắn nha. Thằng đó ảo lắm nha mọi người nha, thằng đó ảo lắm nha. Thằng đó y như đồ ấy. Hay. Ok. Sao mình thấy nó ngơ ngơ đó ta. Chết nhỏ mẹ ông năm rồi mày. À chết mẹ ông năm rồi mày. Này, tao gỡ xuống nước rồi mày. Ơ sao mày giọng nghe trang ông năm vậy? Chết mẹ rồi. Nó nghe mẹ này. Hay, còn lớn nữa mày. Thằng à. Trời cũng đau dữ mày. Ủa, không phải em. À! Trời ơi, mất cây đúp trời. Ba chuyện sao mà chúng là nó gặp anh Qua Quy rồi. Không sao. Qua Quy là ai vậy? Là lên thiên đàng nè. À, cái gì á? Lên thiên đàng thật rồi. Cái bớt đắp ảo chứ ta. Nó trên nóc nhà bạn ơi, nó trên nóc nhà nha. Trên nóc nhà gỗ nha. Ông Năm ơi, ông Năm già rồi, ông Năm chạy từ từ ông Năm. Ông Năm chạy lắm đi. Chạy lắm rồi, nó bắn gãy cuộc sống ông Năm á. Quay về đi. Xương cốt yếu rồi mà chạy dữ lắm thì cái chứ. Cổ thân năm. Thằng này nó ở đâu? Thằng này ở trên đây bắn là đúp hả? A đúp hả mày? Nó ba đúp nha mấy bạn ơi. Nó nói này. Chuyện mà tao không nói được câu nào luôn mày. Mày nói gì nhiều rồi. Khi mà chúng ta không biết là gì hãy để nguồn tích kỳ tự bạn ơi, từ nha, nó trên nóc nhà nha. Double kill. Đúng không, cầm MP cho nó bắn mình chết quá. Cận đúng ông Năm đó. Yeah, không sao, ông Năm lo được cái mày. Okay. Cố gắng ông Năm ơi. Ông Năm già nhưng mà con vẫn tin ông Năm á. Năm út keo rồi. Nóc ông Năm ơi, phụ con Năm ơi, còn đúng một thằng ông Năm ơi. Ông Năm lên đi, con có keo đây chơi à. Yếu ra bài. Ông Năm. Trời ơi, sao ông Năm đứng giờ, ông Năm vô tâm vậy. Ông Năm không có lòng người á. Tao về mày đi chứ. Quá. Mấy ông đó mình không kìa. Một viên. Trời. Đúng rồi. Trời ơi. Nó nuốt cái lưỡi luôn mày. Hay nha. First blood. Một viên nữa nè. À, cứu người đi. Trời luôn, trời hai cái đúp mới sắm ngon lành cành đào. Trời luôn, nhớt mình luôn rồi. Rồi bye bye. Mình đứa cơ bạn ơi. Cái thằng kia cay dữ chờ. Wow, cố lên nha. Sau lưng ông Năm ơi, sau lưng có nàng nè, ông Năm ơi. Rồi. Chết ông Năm ơi. Double kill. Á đúp. Ui. Mở bế đồ. Thằng này bắn ảo ảo cái gì ta, cái thằng Thuận ta. Đây cái thằng Thuận đây nè, nãy giờ khịa khịa ảo ảo cái gì nha. Kìa, ăn rồi, tin tao đi. Ăn hả? Ăn cái gì ông Năm? À, lũ. Đồ, mày cáo chưa ta. Sau lưng bạn ơi, sau lưng. Nóc ảo, cứu con người đi. Đây, nó ở chỗ mình. Giết thằng này rồi. Hay quá ông Năm ơi. Nóc, hay quá. Mình hồi máu cậu ơi. Còn thằng ở đất ảo nha. Mình hết keo rồi. Từ, để mình lụm keo khác. Tao cũng hết keo rồi này. Nóc bạn ơi. Ê, còn thằng ở đất nha. Bạn ơi chạy vào đi, mình hồi máu phát. Nó bắn ở đúp chính á. Ây, nửi đi, nhờ mình đi. Ôi, cố lên. Ui, bạn này. Yếu rồi, nó yếu. Okay, nó yếu rồi. Ok. Tao mưa máu nha. Double kill. Con mòn nó vào.
mày chỉ tao nghe là mình mày làm anh tao mày luôn em mày khổ yếu nha, một yếu nha. Từ từ nha, rồi mình bắn tới hết đạn luôn, hồi nãy mình quên mua súng. Hay bạn ơi, wow. Hay quá hay quá hay quá, hay nha, hay lắm nha. Nó đi cái đường vào ở đâu, nó đâu vậy ta? Bạn cứ đục băng là vào đường nào cũng được chứ. Nó đâu vậy ta? Từ từ hình như còn thằng A đấp bạn ơi, thằng A đấp ảo bạn ơi. Nóc nếp trời, trời ơi nhiệt về luôn. Hay lắm nha. Hay lắm nha. Vô. Anh ở vùng quê khu nghèo. À hello mấy bạn nha. Wow. Wow. Oh Camo. 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 Cái gì nha? Wow. Camo. 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 Thằng kia tắt thở luôn gì ông nội. Oh my god. Oh my god. Camo ơi, Camo ơi. Trời ơi, anh nghe nè em ơi, em nói nè em ơi, anh nghe này, anh đang nghe anh luôn. Ơi. Anh đang nghe, nói em. Anh ơi, yêu anh, chuyện lên TV anh ơi. Trời ơi, anh yêu em luôn, beautiful honey. Anh ơi, trời ơi, mừng với em. Oh my god. Quá chữ. Anh ơi, giờ em mới được gặp anh. Trời ơi, em xem anh lâu chưa. Nhưng mà em xem anh lâu chưa? Em mới chờ lâu rồi. Lâu là bao lâu? Em vừa xem video của anh mẹ. À mà anh còn em xem anh lâu chưa? Em bảo em vừa xem á. Ý là em đã xem bao lâu rồi? Em xem anh lâu rồi, em xem cả lúc mà anh leo danh của Tài UC vào Thái Lan. Oh my god. Go. Em đăng ký nhá anh ơi. Trời ơi tuyệt vời em ơi, tuyệt vời. Anh cảm động quá, thank you em. Anh yêu em quá tuyệt vời em ơi. Em yêu anh, em mua trang kia M8 nè. Anh ơi em tiền rồi. Nãy có thằng nào đủ mà. Thằng nào đủ mua cho anh tôi. Ôi trời ơi tuyệt vời quá em ơi. Trời ơi trời ơi, vui không em? Trời ơi, vui không em? Trời ơi, lần đầu anh gặp em luôn. Anh vui quá. Lần đầu anh cũng gặp em luôn. Chất râu. Đánh mơ rồi à? Anh xin anh ra video em anh. Nhưng mà em có đang xem livestream anh tao không? Ơ? Em có đang xem livestream anh tao không? Không. Em bảo em fan anh tao sao em không xem livestream của anh tao? Em fan anh cái một cơ. Thì anh cái một là anh tao chứ còn cái chó gì nữa em. Em không biết tên anh. Ôi trời ơi anh buồn. Em bảo em fan anh mà em không biết anh tao là anh cái một mà buồn. Buồn thật sự, buồn chắc quá là, chắc là em chưa xem xong mà anh giới thiệu tên anh. Quá buồn à. Trời ơi. Trời ơi anh buồn quá. Em Tài Nguyên ở đây. Tài Nguyên ở đây. Cảm ơn nha. Anh ơi anh nghe đi em. Em nói đi anh đang nghe đi em. Anh là ca một riêu đúng anh? Anh là bà kè. Anh ơi. Vui sắp tắt thở luôn á em. Trời ơi cái con nhân vật mới kìa. Vãi thật. Bắn súng trường trúng nó một phát là nó sẽ giảm 10% tốc độ di chuyển. Trời ơi em mừng lắm không em. Cảm động quá em. Anh cũng cảm động quá. Gặp em anh cảm động quá. Cái con nhân vật này giảm 10% tốc độ di chuyển bắn phê nha. Kiểu địch nó chạy không được. Ôi, nhưng mà chỉ áp dụng cho súng trường anh thôi. Anh ơi. Chứ mà skin với lại tiểu liên. Em gặp anh là em không có tâm trí bắn này.
Em muốn xem idol của em bắn thôi. Xem idol bắn. Ôi em đừng có điêu em ơi. Em đưa thân mà anh. Yêu anh mà. Double kill. Wow. Trời ơi, anh ơi. Anh ơi. Cố lên anh ơi. Ok em ơi. Anh ơi, anh ơi. Em yêu anh, em yêu anh. Anh ơi, anh bắn ghê quá anh ơi. Vui quá. Anh ơi. Trời ơi. Đây là một giấc mơ sao? Mày đừng có làm anh cười, anh cười anh bắn không có được đâu á. À vâng à. Anh bắn đi nhờ. Oh. Wasabi. Anh ơi. Trời ơi. Trời càng rồi em ơi, nó cầm mắt mẹ em ơi. Oh, anh ơi. Anh ơi. Ai em ơi, nó cặp mặt mày, anh xin lỗi nha, anh không cắt được rồi. Cô anh ơi. Chỉ là anh tình yêu dành cho anh là vinh cửu anh ạ. À. Ok em ơi, anh chấp nhận nha. Tôi cần trang bị. Mày cần dành cho anh là vinh cửu nha. Em ơi, em muốn nghe cái tin này không? Dạ. Em lên livestream em xem là nãy giờ em đang trên livestream của anh Tô luôn nè. Oh my god. Ngày mai anh cho anh link video luôn. Tình tên là Gia Huy nè. Em yêu anh. Cả gia đình em yêu anh lắm anh ơi. Anh ơi à, anh ơi. Nó dí anh Tô này, nó đang dí anh Tô này. Em nhìn YouTube không anh? Quá luôn em ơi. Lát rồi. What the fee. Bao giờ của anh ơi. Ngày mai luôn em. Ôi wasabi. Phụ anh Tô, nó chết anh Tô, nó chết anh Tô. Trời ơi. Phụ anh Tô. Đau lòng quá. What the hell, bốn đằng nó giết anh Tô làm sao Tô đã được. Má. Thôi tao mua BB, tao bắt cái bà mày. Để em. Ok em ơi, cố gắng đi, cho tao câu em ơi. Sao em chết rồi em? Em gặp anh là em không kịp được cảm giác tới nên em chết. Đồ. Em vui quá, em ui trời ơi, ôi trời ơi, 1-3 rồi. Ôi mình lật kèo luôn em, gánh anh Tô đi ra. Ok anh, rồi rồi em bắn tập trung nha. Ok em ơi. Em cũng giỡn, em giỡn nó giỡn, giỡn mày đủ, đủ. Em làm anh đau lòng quá đúng không? Đúng rồi, thua 1-3, thấy cái rét rét ra đây em. Ui rồi ôi anh ơi. Thương anh quá. Kẹo giờ. Anh ơi, liệu anh có thể chơi với cho anh chúng em một trận nữa được không? Ok luôn em, chiến nhỏ oh luôn. Yeah. Bây giờ mình phải lật kèo cho nó ngầu nào em ơi. Ok anh ơi. Thằng khứa này nó đang chạy qua nè. Chạy qua đây. Ơ, 107 máu, nó vào nhà mình á, nó vào nhà mình nha mấy đứa ơi. Không sao, mình bật chế độ là kèo mấy em ơi. Ok, về. Ê, 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 ôi, mày ăn chó. Chơi đi em, chơi đi em, chơi đi, anh Tô lên à. Địch yếu rồi. Lên. Nó, no, 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 no. Cứu tôi. Làm được không anh? Cảm ơn nhé. Em cho, cho. Nhìn anh ơi, nhìn anh. Đây. Ba. Nó hay rồi, cô ơi, cô ơi mày đó. Cô ơi, rồi để anh gánh rồi. Ui giời ơi, anh tặng tận đầu nè, sao mà chị đổi lại anh. Ui giời ơi, anh ơi, yêu anh lắm người. Em ơi, làm thế nó chết cái cô luôn em ơi. Anh ơi, anh gãy lưng chưa anh, gãy lưng chưa. Rồi, ở đây em, nó sắp chưa đây. Bình tĩnh nào em ơi. Em bắt nó là gãy lưng anh tôi. Chắc là anh không cho em kết bạn được không? Em cố gắng lật kèo giúp anh Tô, bắn này phủ anh Tô đi. Ok anh. Chứ thế này là gãy cái lưng anh Tô luôn em ơi. Chết cạnh em ơi. Anh biết tại sao em bắn mù không? Tại vì em giờ em xem anh ơi. Ok em ơi. Em xem anh ơi, em vui quá, em xúc động quá. Em xúc động quá đúng không em? Ok luôn em ơi. Nưng 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 nè. Ok em ơi, tuyệt vời luôn các em. Ôi ơi ơi ơi. Có địch. Kéo bờ. Đang cắt đi. Tôi gặp K1 cái mình này các em. Có địch.
ra đây, cầm đầu gaming này. Ai giờ? Bên này đây này. Anh em ơi. Hãy cầm đầu gaming rồi, chơi em nào. Đây cả một cái mình. Oh real 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 real. Nó bảo học mic cùng với bạn. Đây một cái mình. Anh cầm một ơi. Anh nghe. Anh nghe em ơi. Nhé. Ok em ơi. Đấy. Cầm một đấy. Má đồ nó chạy vòng 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 quá ta. Kỹ năng đang hồi. Đang chết rồi. Nóng em ơi. Anh ơi. Anh ơi. Cố gắng lên em ơi. Mình đã là kèo được rồi. Cố lên. Anh ơi. Anh ơi. Nãy anh em thấy nó nổ cái trái bom keo không mọi người? Bấm vô trái keo là nổ ấy. Lúc đầu em tưởng giọng anh là anh MBC, anh là K1D. Em nhìn cái tên anh em là fan, anh em thấy biết chưa? Lúc đầu em đang say đồ nên em không biết. Thế là buồn lắm nha. Tập trung nha anh em ơi. Trời ơi. Hôm trước thì gặp anh C4 trong trận, giờ lại gặp anh C. Anh K1Gaming trong team ấy. Oh my god, quá tuyệt vời luôn em. Anh em thấy là mình bắn cái trái keo không? Bắn cái trái keo là nó sẽ nổ trái keo ra mọi người. Nó nổ trái keo đập mất máu ấy. Từ từ nha mấy đứa ơi, mình đã làm tới đây rồi thì đừng làm anh thất vọng nha. Đây đây, nó công em kìa, nó công. Anh ơi. Không 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 sao em ơi. Tụi này nó công kinh lắm. Từ từ nha. Anh ơi, ở đây có ba đứa đây, đừng có công. Ba đứa. Nãy thấy rồi. Nó chạy qua phải đó. Từ từ đừng gãy nha mấy đứa ơi. Đừng gãy nha. Mày đang nghe một cái mình bắn nè. Đóng cửa vào. Combo đi em, combo là nó chết luôn. Ê ê ê. Ê cứu con được, con được đạt. Một cú thôi, một cú thôi. Ok ok. Cảm ơn nha. Chạy anh nè, chạy đi, chạy đi. Ai đậu ơi. Hay mấy đứa ơi, từ từ mấy đứa ơi. Anh hồi máu canh, hồi máu canh mấy đứa. Ok em ơi. Ê. Trời ơi. Cú đạn đi. Ôi em bỏ thua rồi. Qua rồi. Chơi lửa nha. Quay nghe. Ai ai ai. Buồn quá đi. Thôi không sao, bánh sau anh Tô sẽ đổi tỉa anh Tô gánh cho. Yên tâm em ơi. Bao nhiêu. Ván này rồi, gặp tới server tiếp anh em ạ. Chơi ai, thách đấu. Chờ anh tôi lấy cái thính cái nha em ơi. Có gì lấy cái thính cho anh nha em ơi. Có gì lấy giúp anh cái, có gì đục giúp anh cái thính nha. Anh ra anh lấy thính nha em. Thính để anh ra anh lấy cho em đục giúp anh cái thính là lụm. Kìa kìa, thính nó đang gớt kìa, đang thính đang gơi nè. Ây da. Sao mà nó xa thế. Trời ơi, trời. Má muốn đi cái lỗ tai luôn á trời. Nó bể cái thúng, thính nó làm một cái bẹt. Anh ơi, con đưa anh ơi. Ok em ơi, anh to anh không có súng gì hết em ơi. Anh ơi, nông hai anh nè. First blood. Nông hai rồi. Nóng em ơi. Đấy, em eo này làm anh cho vào nữa. Anh lấy em bắt. Mày chờ phải anh nói là mày xé lắm. Anh dùng trường rộng hay đúng không? Từ anh nha. Ơi. Ván này anh không có súng đâu nha. Từ nha. Em đi anh. Ok anh em ơi. Em cho anh súng này. Em đang cầm cái gì? M15 luôn á. Trời ơi, cảm ơn em nhiều nha. Em phải cho đạn nữa em ơi. Không có đạn thì anh Tô phế luôn. Ok, thank you em ơi. Ok em ơi. Rồi bây giờ đi theo anh Tô làm hết cho. Không phải lo nha. Có keo rồi. Anh làm được cơ. Được, con nhỏ này đơn giản nha anh em ơi. Keo luôn anh ơi. Nó lên, ê, lũ. Rồi lụm súng đi em ơi, lụm súng đi. Cái mẹ này. Nó móc đi này anh ơi. Ôi trời ơi, sao toàn lũ vậy? Hay em. Hay con, hay. Chú anh đi em ơi, quá tuyệt vời em ơi, hay lắm nha. Ê, sao lưng xuống? Cứu luôn em, cứu luôn, keo trâu mà, cứu luôn. Cảm ơn nha. Hay. Ủa? Ủa nó cuốn nào nào vậy? Ôi giời anh ơi. Có buồn không anh? Có buồn không? Buồn lắm em ơi. Nó.
Từ từ để anh hồi máu cái, đừng để anh hồi máu cái. Anh cầm một lần máy mời. Chờ anh hồi máu cái nha. Có đúng không em ơi, có đúng không, có đúng. Ok em ơi, tuyệt vời nha. Nó vào cạnh dưới anh, vào bên kia vào. Anh em bao giờ anh lại về anh? Nghe bắn đau quá ta. Anh ơi, ngày nào mới giờ anh lại, Một viên em, một viên lên đây. Kêu chưa, để anh tập trung anh chơi này đã, anh hết máu rồi nha. Tới đây em cho máu nè. Vô đây phụ anh nè, trong đây có thằng nè. Tới đây em cho máu nè. Ok em ơi. Ê, lấy máu đi anh. Ok em ơi. Ôi trời. Hay. Hay. Từ từ em ơi. Lại lụ vẫy liền thật. Từ từ nha. Nó cứu luôn hả? Hay. Nóng em. Hay quá. Từ từ. Con này bot. Một viên. Hai. Càng lại cao nước, mẹ càng mẹ rộng, cao đấy giờ. Không sao, đừng sợ. Anh tôi có tỉa, đạn em ơi. Nóc một nè. Mẹ hai người. Ê, nó cộng anh đây nè. Một đứa bên này nè. Đúng rồi, hai em, đừng. Hai á. Thằng này nó không ra ta. Từ em ơi, đừng vội em ơi. Okay. Để anh lên nhà anh cover cho. Nhà ơi. Không sao, từ từ đi. Để anh lên nóc nhà anh cover cho làng. Hay à. Hay em, đồ, hay nha. Anh ơi, có chứng không anh? Ok em ạ. Em đang kia, em đang kia đây. Anh em ở dưới đây. Để anh cover cho. Đứa đây. Ở đây cũng có đâu. Nó ở sau thùng hết nha. Đi 4. Cẩn thận em ơi. Đây rồi. Đi 4. Vũ nó ra đi em, đúng rồi. Nó một anh ơi, qua đây. Bắn đi anh tới, hay nha. Tôi cần trang bị. Ôi. Cứu hết rồi anh ơi. First blood. Hay. Rồi, hai anh em ơi. Hay nha. Cuối cùng cũng thắng anh em ơi. Hai bye bye anh em nha. Test đủ 4 kỹ năng bơm keo và nhân vật cho anh em. Nói chung nhân vật đó chủ yếu cho những bạn nào bắn súng trường thôi. Với lại chơi sinh tồn thì bắn chiếc xe đó bị chạy chậm lại hơi ngon hơn ấy. Ok. Thôi bye bye anh em nha.